Xin chào tất cả các bạn, tôi đây mình xin được các bạn năm 2025. Để mình xin đổi góc quay cho các bạn. Thế như là 3 thế giới. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình sẽ về đây, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.